Cuối năm mua sắm tàn tiện đến đâu cũng nên sắm thêm món này đặt ở ban công để tránh điều xui, mời may mắn vào nhà. Phần lớn mọi người chú trọng phong thủy cửa ra vào hoặc trong nhà nhưng lại vô tình bỏ qua vị trí ban công. Trên thực tế, đây là nơi ảnh hưởng rất nhiều đến sự hưng thịnh và tài lộc của gia đình. Theo chuyên gia phong thủy Trung Quốc Lý Cư Minh, nếu đối diện ban công có những kiến trúc lớn hoặc công trình mang góc nhọn hay bệnh viện, nghĩa trang thì đó không phải là điều tốt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới phong thủy khu vực ban công, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới cân bằng ngũ hành trong căn nhà. Tuy nhiên, khi thiết kế nhà ở, không phải ai cũng có thể tìm cho nhà mình nơi, đặt vị trí ban công vừa hướng ra cảnh quan đẹp vừa hợp lý với cách bố trí trong nhà. Do đó, chuyên gia phong thủy Lý Cư Minh đã đưa một số biện pháp đơn giản giúp các gia đình có thể hóa giải cách cục xấu này. Dưới đây sẽ là những lưu ý phong thủy khi bạn xây và thiết kế ban công cho nhà của mình. 5 loại đồ vật, cây cối thích hợp để đặt ngoài ban công một cây kim tiền dân gian cho rằng cây kim tiền có thể mang lại sung túc cho gia đình loại cây này không còn quá xa lạ đối với hầu hết các gia đình và dễ dàng tìm thấy tại các cửa hàng cây giống lá cây kim tiền dày và xanh tổng thể trậu cây vừa làm cảnh vừa rất hữu ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của gia chủ đặt cây kim tiền ở ban công giống như hứng lộc trời cho thu về nhiều tài lộc may mắn hai quả bầu từ đồng âm với quả bầu trong tiếng Hán là phúc bồn tử, trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc. Đồng thời, khi ánh mặt trời chiếu vào quả bầu, theo phong thủy tài lộc sẽ được nhân lên. Theo quan niệm dân gian, miệng bầu và bụng bầu to cũng có thể xua đuổi những điều không may mắn. Ngày 3, Hoa Hồng Môn Hoa Hồng Môn thường nở rất nhiều hoa và được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Loài hoa này nở quanh năm, vì vậy ta luôn bắt gặp hình ảnh nó vươn lên và nở rộ đều đặn ở khắp mọi nơi. Ngoài việc mang lại may mắn, hoa hồng môn còn có giá trị thẩm mỹ cao. Có cây hoa, cây cảnh làm đẹp trong nhà giúp con người trở nên thư thái hơn. 4. Đá phong thủy Nhiều người sử dụng đá thái phong thủy để chấn an nhà cửa, xua đuổi điều xui xẻo. Trong khi đó, ban công là không gian mở nên sẽ không tránh khỏi việc thu hút tà khí. Bạn có thể đặt đá phong thủy ở đây để giữ cho ngôi nhà luôn ổn định. Bên cạnh đó, loại đá này còn mang ý nghĩa vững vàng như núi thần tài, tượng trưng cho điểm lành, tài lộc trường tồn. 5. Rùa đồng Rùa là biểu tượng của sự trường thọ, sức khỏe và may mắn. Theo phong thủy, đặt rùa đồng ở ban công vừa có thể hóa giải tà khí, vừa mang lại nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. 6 điều nên tránh khi trang trí ban công Ngày 1. Mở ban công ở hướng có đường đâm thẳng vào nhà Mở ban công ở hướng nhìn ra phía trước có đường đâm thẳng vào nhà là kiên kỵ phong thủy mà gia chủ nhất định phải tránh. Điều này được ví như có hổ giữ tấn công trực diện. Mặt khác, xe cộ lưu thông tấp nập trên đường, kéo theo bụi bặm và tiếng ồn vào nhà khiến khí trường bị đảo lộn, tác động tiêu cực tới sức khỏe lẫn tinh thần của các thành viên trong gia đình. 2. Đặt ban công ở nơi có góc nhọn Theo phong thủy Trung Quốc, chủ nhân nên tránh bố trí ban công ở nơi có góc nhọn chĩa thẳng vào nhà. Bởi lẽ, góc nhọn thường gây bất lợi cho vận khí của ngôi nhà, khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo, bất lợi. 3. Ba, ban công đối diện đường ngoằn ngoèo gấp khúc. Đây điều này không hề tốt về mặt phong thủy nhà ở. Dòng khí tốt chảy vào nhà bạn sẽ bị cản trở bởi những con đường ngoằn ngoèo gấp khúc đó. 4. Để đồ không dùng ở ngoài ban công Nhiều chủ nhà sẽ tận dụng ban công chất nhiều đồ không dùng, khiến lối đi ban công chật trội. Dưới góc độ phong thủy, việc chất đóng đồ trên ban công sẽ làm suy yếu khả năng hấp thụ vận khí, đồng thời sẽ thu hút những luồng khí xấu từ bên ngoài vào trong phòng. Lâu dần, gia đình dễ gặp xui xẻo, có thể hao tài tốn của. 5. Ban công đối diện cửa chính theo quan điểm phong thủy, ban công đối diện với cửa chính ngôi nhà là thế xuyên tâm, khiến gia chủ khó giữ được tài lộc. Trong trường hợp bất khả kháng, không thể thay đổi kết cấu nhà, bạn có thể hóa giải kiêng kỵ phong thủy ban công này bằng cách treo rèm ngăn ngoài ban công, đặt tủ, vách ngăn ở khoảng không gian giữa ban công và cửa chính. Hoặc bạn cũng có thể đặt một vài chậu hoa, cây cảnh để ngăn chặn những tác động tiêu cực. 6. Ban công đối diện với bếp Nguyên tắc trong phong thủy là không được để ban công dẫn thẳng vào bếp, ta có thể sử dụng rèm cửa lớn để che chắn. Ban công là phần mở rộng của ngôi nhà, đồng thời là nơi đón ánh sáng và khí tự nhiên. Không chỉ vậy, trong phong thủy, ban công cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Do đó, mỗi gia đình nên chú ý chăm chút phong thủy cho không gian ở đây. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ, tài vận của gia đình cũng có thể được thăng hạng. Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Tổng hợp